Lời đầu tiên con xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong hai ngày tham dự khóa tu, con đã học được rất nhiều điều bổ ích, không chỉ về Pháp Phật mà còn là những kỹ năng sống hàng ngày. Con xin có một câu hỏi là chúng ta có nên tin vào số mệnh hay không? Nếu hai người yêu nhau, nhưng nếu ghép lại sẽ thành tuyệt mệnh, thì có nên tiếp tục nữa hay không? Xin Thầy hãy chỉ rõ ý nghĩa của hai từ tuyệt mệnh. Con xin cảm ơn. Ở đây, ở trong cái từ tuyệt mệnh bạn xem này, ghép lại chắc là bạn xem về gì? Về tử vi, về tướng số, về phong thủy học. Trong phong thủy thì có gì ạ? Có lục sát, những cái xấu đó, có lục sát, có tuyệt mệnh, có họa hại và có gì? Lục sát, họa hại, tuyệt mệnh và ngũ quỷ. À, còn tốt đó, thì có gì? Có sinh khí này, có phục vị này, có diên niên này và có thiên y này. À, trong bát quái chia ra như vậy, bốn tốt và bốn xấu. Thì chúng ta thấy chắc bạn này là hay xem phong thủy học, cho nên chắc là yêu một bạn nào đó, nhưng mà xem thì hai mệnh người cộng lại xem thì nó vào cái cung này tuyệt mệnh, cho nên là buồn. Không sao. À, nếu bạn là tín đồ của đạo Nho hay đạo lão thì họ gì tin tưởng tuyệt đối vào gì cái phong thủy này. Nhưng mà lão tử tức là lão giáo thì bây giờ Việt Nam chúng ta không tồn tại nữa, không còn nữa, không còn đạo lão nữa. Chỉ còn một số các đền thờ rải rác ở khu miền Bắc chúng ta, nhưng cũng không có một vị tu sĩ về đạo lão nào nữa, mà bây giờ là biến thành cái đình, cái đền, cái chùa rồi. À, thờ gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Như ở dưới Hoài Đức có một cái chùa gọi là chùa Linh Tiên. À, chùa Linh Tiên gọi là Linh Tiên Quán đó. Cái chữ quán này là vốn gì? Nó giống như chúng ta Phật giáo gọi là chùa. Cái từ quán này là chỉ cho bên nhà thờ của đạo lão. Giờ do lão tử là người sáng lập, đạo Nho là Khổng Tử là người sáng lập, còn đạo lão là khổng lão tử là người sáng lập, đạo Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta là người sáng lập. Đó. Cho nên cái vấn đề mà xem về tướng số mệnh này hay phong thủy này đó là về gì? Về đạo lão. Còn các bạn này mà theo đạo Phật á, thì các cô chúng ta thì bạn này về gì? Đọc cái quyển sách, hai bạn, cả bạn nam cả bạn nữ, hai bạn này nên tìm đọc cái quyển sách, hay tí nữa ngay tí nữa các bạn chúng ta cũng có thể xuống thỉnh và đọc cái quyển sách này, Tích Phúc Cải Mệnh. Cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh hay gọi là Làm Chủ Vận Mệnh á. Đọc cái quyển sách này các bạn sẽ thấy gì? Quan điểm của Phật giáo, mệnh á là do chính chúng ta gì? Tạo nên, chứ không phải do một đấng thần linh nào, một đấng tối cao nào tạo lên số phận của chúng ta, tạo lên cái mệnh của chúng ta, bắt chúng ta phải gì? Phải theo đúng như vậy. Tất nhiên, con người ta khi chưa tu tập thì chúng ta vẫn theo cái gì? Cái vòng xoáy của gì? Của định mệnh đấy. Ví dụ như trong cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đấy, có một cái vị quan, khi ngày xưa từ khi sinh ra thì có một cái ông thầy bói ông ấy, ông thầy tướng số, ông đoán cái ông đó sau khi trưởng thành lớn lên như thế nào, làm quan năm bao nhiêu tuổi và làm đến chức quan gì là hết, và đến năm 53 tuổi là chết, lấy vợ thì không có con, vân vân. Đúng như vậy. Ông ta nghĩ lại đến đúng 53 tuổi, ông ta mới sực nhớ lại là gì? Làm quan năm bao nhiêu tuổi, làm quan ở đâu, thậm chí là còn đoán được cả tiền lương của ông ấy nữa. Đấy, đoán được cả tiền lương của ông, khi cái tiền lương của ông mỗi tháng nhận bao nhiêu tiền lương và năm nào nhận bao nhiêu tiền lương. Chúng ta thấy cái ông thầy ông nói chuẩn không? Rất chuẩn. Nói rất chuẩn các bạn. Cho nên bên tử vi tướng số là cũng có. Nhưng mà có đối với gì? Với các tôn giáo bạn và cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta. Có. Nhưng sau khi cái vị này á, sực nhớ ra năm nay mình 53 tuổi, vị này chán đời quá và nghĩ là mình năm nay sẽ phải chết rồi, cho nên đến chùa thì gặp một vị sư thì hai bên nữa ngồi đối diện nhau, rồi ngồi thiền 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống không cửa không quậy không đồng đậy gì cả. Thấy cái vị cư sĩ kia đến chùa như vậy, cái vị thiền sư kia thì cũng rất là thán phục. Sau khi tỏ vẻ thán phục, cái vị cư sĩ kia nói rằng bạch thầy thì con chẳng phải là một người cao nhân hay cái gì gì đâu, con vì để con chán đời thì con nghĩ là con không biết là sống chết được mấy ngày hay mấy tháng nữa. Và đem kể lại toàn bộ câu chuyện trước đây cho vị sư kia nghe. Cái vị sư kia nói là ồ, hóa ra
là thế, ta cứ tưởng ông là một bậc gì Bồ Tát tái sinh hoặc là một cao nhân đến đây, nhưng không ngờ ông chỉ là một kẻ phàm phu thôi. Và sau khi nói chuyện qua lại thì cái vị quan kia xin thỉnh giáo với vị sư, vị sư kia mới dạy cho cái vị quan kia một cách cái làm thiện để tích phúc và để cải đổi vận mệnh của mình, và nói rằng nếu mà ông mà làm được cái điều đó thì năm nay ông không chết mà ông còn gì trường thọ, tức là kéo dài tuổi thọ, và cái chức quan của ông không chỉ dừng lại ở cái chức quan gì quan tri phủ này, quan tri huyện này, mà ông còn gì được thăng tiến lên nữa, mà đồng lương của ông chắc chắn sẽ còn được nhiều hơn nữa, và gì ông không chỉ là gì không có con như người ta nói trước đây mà gì ông sẽ có con nữa, 53 tuổi rồi các quý vị. Và sau khi làm tu nhân tích đức, làm phúc phát phát nguyện mỗi ngày làm 100 việc thiện rồi đến gì hàng nghìn việc thiện, ông ấy ghi nhớ lại, và kết quả là gì? Về hết 53 tuổi ông không chết, và sang năm sau gì ông ấy sinh vợ, ông sinh một đứa con trai, và sau khi vợ sinh con trai thì ông lại được thăng quan tiến chức nữa, và tuổi thọ thì thêm mấy chục năm nữa. Và cái quyển tích phúc cải mệnh sẽ cho chúng ta thấy rằng quan điểm của Phật giáo, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi được cái gì cái từ các bạn lúc nãy đưa câu hỏi này gọi là sợ cái cung tuyệt mệnh vân vân đó, thay đổi được. Các bạn nên đọc và nên hướng tâm làm việc thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Bây giờ chưa có, đang là sinh viên chưa có điều kiện để bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, thì chỉ cần các bạn gì mỗi một ngày sáng tối 2 lần niệm Phật 10 hơi sáng tối như lúc nãy thầy nói đó, đó là tiêu trừ nghiệp chướng rồi. Hướng cái tâm thiện lên, đừng có niệm ác, đừng có khởi tâm ác, đừng nói lời ác, đừng nói những lời thề bồi chửi bới bạn bè, nguyền rủa mọi người. Làm cái gì cũng dùng cái tâm từ bi, trí tuệ để hướng đến, thì sẽ tiêu được trừ được nghiệp chướng. Đọc cái quyển sách đó, các bạn sẽ thấy vững niềm tin hơn để chúng ta làm cái điều đó. Một bạn nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, bạch Thầy, con có một số thắc mắc nhỏ, kính mong Thầy được Thầy giải đáp. Hạn trong năm của từng người là gì ạ? Và đầu năm, mẹ con cũng giải hạn, trong chùa thì có trừ được hạn không ạ? Ý thứ nhất, bạn nói hạn trong năm của từng người là gì? Cái này cũng quan điểm gì? Của đạo lão. Họ nói rằng con năm, một năm con người ta thì có một vì sao chiếu mệnh, nhưng mà gì ví dụ như kế đô, la hầu, thổ, tú, thủy, diệu, thái âm, thái dương, vân vân chẳng hạn. Như la hầu, thái bạch, kế đô thì là gì? Sao xấu. Thì những cái sao xấu đó thì nó chiếu thì sẽ mắc hạn vào tháng mấy. Vì sao kế đô thì mắc hạn tháng, ví dụ như tháng 3, tháng 7 chẳng hạn. Ví dụ như thế, thì những cái tháng đó thì là những cái tháng hạn, năm xung tháng hạn, họ cứ chiếu vào. Sinh năm nào, tuổi gì, sao gì, chiếu mạng thì cái thường hay mắc vào hạn ở tháng đó, hoặc là tiến đi một tháng hoặc lùi sau một tháng, thường như thế. Thì cho nên họ nói là hạn trong năm thì thường là như thế. Đây không phải là quan điểm của Phật giáo. Phật giáo chúng ta nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Ngày nào làm được việc tốt thì ngày đó là gì? Ngày tốt, ngày đó là ngày lành, ngày đó là ngày hoan hỷ. Còn ngày nào chúng ta làm việc ác là ngày đó gì? Ngày phiền não, ngày lo âu, ngày sợ sệt, ngày đau khổ, vân vân. Thậm chí là một ngày làm việc ác lớn là làm một lần, nhưng mà gì đau khổ nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Và bạn này hỏi rằng mẹ bạn đã đến chùa cũng giải hạn đầu năm như vậy thì có trừ được hạn không? Chưa biết được. Nếu mà cái bạn, mẹ bạn đi đến chùa mà cúng giải hạn mà gì nhà chùa cúng gì đúng chính pháp, nương vào cái gì phương tiện mà người dân sợ hạn mà đến chùa giải hạn, mà cái chùa đó thì tổ chức cho các bạn tụng kinh dược sư, hoặc là tụng kinh phổ môn, tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Địa Tạng, vân vân, miễn là tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, lập đàn tràng để tụng kinh á, để tiêu trừ, cầu tiêu trừ nghiệp chướng, cầu nguyện Bồ Tát chư Phật Bồ Tát gia trì cho á, thì hạn có thể gì giải trừ, có thể giải trừ, hạn có thể giải trừ. Còn nếu mà gì gặp ông thầy cúng mà họ lừa tiền cho, mà họ kể cả gặp ông sư mà họ bảo năm nay bị hạn nặng cho nên nó phải mua gà mua lợn để thủ lợn, mua gà mua vịt về để gì để đối trước ban Phật để cúng á, thì như vậy là làm sai pháp, thì tội càng thêm nặng. Vì đến trong cửa Phật chúng ta biết là phải trang nghiêm, chay tịnh, từ bi hỷ xả. Này gặp vào cái ông sư ác, gặp vào ông thầy tà, ông bắt đến chùa rồi mà ông còn bắt sát sinh hại vật, rượu thịt đến để cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng thần linh á, để giải hạn á, thì hạn đó chắc chắn sẽ không khỏi, mà tội càng tăng thêm, hạn càng tăng thêm. Cho nên cái thầy nói là không biết có giải được hay không, thì còn phải tùy theo bà mẹ bạn này đến cái ngôi chùa đó có làm lễ đúng chính pháp hay không, có tụng kinh phóng sinh tu phúc bố thí cũng giảng làm việc thiện hay không. Nếu làm các việc đó thì gì hạn sẽ được tiêu trừ. Còn sát sinh hại vật
À, cúng xong rồi ăn uống với nhau, nhậu nhẹt với nhau giữa sư với gì, với Phật tử, thì hạn đó sẽ càng chồng thêm gì, càng chồng thêm hạn, tội lại càng chồng thêm tội. Ý nữa bạn hỏi là nếu để hoa quả cúng thắp hương, cúng lại nhiều lần hay khi chưa được hạ thì thế có phải là tội không? Nếu để hoa quả cúng thắp hương, cúng lại nhiều lần thì cúng lại nhiều lần nhang, à cúng lại nhiều lần nhang, tức thắp nhang nhiều lần thì thế thì có phải tội không? Không sao. Hoa quả mình dâng lên, ví dụ như là bánh kẹo chẳng hạn, các bạn dâng lên ban thờ, các bạn có thể cúng nửa tháng. Nếu để bánh kẹo hộp mà nó để được 2 tháng, 3 tháng, các bạn cứ có thể để 3 tháng được, không sao. Quả thì dâng lên cúng là gì, 2-3 ngày nó héo thì mới thay. Hoa cũng vậy, nhưng quan trọng là gì, 3 chén nước hoặc 7 chén nước, ngày nào cũng phải thay. Ngày nào cũng phải thay 3 chén nước thì thanh tịnh ấy, hoặc 7 chén nước thanh tịnh. Ban thờ mà rộng thì 7 chén, ban thờ mà chật thì 3 chén thôi. Nếu mà chật quá thì 1 chén thôi cũng được. À, nhưng mà nếu thờ cả thần linh gia tiên, tổ cô tổ cậu hay thờ cả Phật thì nên gì, 3 chén là tốt nhất. À, 3 chén hoặc 7 chén là tốt nhất. À, và thắp một tuần hương, một tuần hương có thể chỉ cần một nén hương và một hương vòng là được, bát giữa là được. Bây giờ không nên thắp hương nhiều quá, bát nào cũng 3 nén hương, 5 nén hương thì trong phòng thờ mà nhà trần nên nó bí thì không nên thắp nhiều, bảo gia đình không nên thắp nhiều vẫn được, không có tội gì cả. Ý nữa, khi tâm bị bất định, nhiều lúc chợt nghĩ đến những điều không hay hoặc có ý nghĩ về sự báng bổ dù không muốn, như vậy thì con phải làm sao? Lúc đó bạn hãy niệm Phật. Bạn hãy nghĩ rằng tất cả chúng sinh khi chưa giác ngộ ai cũng gì, ai cũng có lỗi, chỉ có Phật Bồ Tát các ngài mới gì, mới hết sạch nghiệp chướng. Cho nên có thể là người thầy của mình đó, ví dụ các bạn đến đây, đến chùa đây là quy tam bảo với thầy, hoặc nhìn thấy tất cả các sư trong chùa, nhìn thấy trên bục giảng thì thấy đất cung kính, ở dưới chẳng hạn nhìn thấy thầy đi chẳng hạn, hoặc là thấy làm việc gì chẳng hạn, hoặc lúc là thầy thì đang chỉ đạo công việc chẳng hạn, và thầy thì có thể là thầy bảo với mấy bác thợ chẳng hạn, bảo mà các bác không nghe ra, và thầy cáu có thể thầy quát thợ chẳng hạn, và các bạn nghĩ là gì, ô hôm trước nghe thầy giảng, nhìn thấy ngồi trên bục giảng trang nghiêm và hiền từ như là Đức Phật, như là Bồ Tát, hôm nay tại sao nghe thấy thầy gì, hôm nay mình lại được chứng kiến thấy thầy gì, không phải là như thế, thầy sân với mấy ông thợ, thầy quát cả mấy ông thợ, thầy không giống hôm trước. Và mình có thể khởi ra cái tâm gì, ông thầy này không biết có đúng là ông thầy chính pháp không ta, thầy chính pháp tại làm sao ông ấy còn sân thế nhỉ, sân với mấy bác thợ, không phải đó. Và nếu mà chúng ta nghĩ thế và chúng ta về, chúng ta cứ quanh quẩn ở trong đầu chúng ta gì, thôi từ nay không đến cái ngôi chùa nữa, nghe đăng khóa tu gì, khỏi không đến tu nữa, vì mình nghe thấy ông thầy ấy mắng ông thợ, hay là nghe thấy gì, nhìn thấy các sư ấy nói nhau ở dưới bếp chẳng hạn, các sư ấy nói nhau một cái gì đó to tiếng, nói nhỏ các sư, ví dụ đều là con người với nhau mà, giữa các quý thầy nếu chưa phải là Phật Bồ Tát A La Hán á thì mọi lậu tận chưa hết, cho nên á, nói với người này nói người kia nói vài lần mà chưa hiểu á thì thường là hay bị gì ạ, bị cáu. Nhưng mà các sư á, cáu xong một cái là gì, là thôi, có khi thầy vừa mắng mấy chú thợ đó nhưng mà xong thì thôi, không bao giờ để ý đến ngày hôm sau. Thậm chí mắng xong một cái thợ nó hỏi cái gì một cái thì lại gì, lại bảo tận tình ngay, không bao giờ hận thù, không bao giờ để đến ngày hôm sau nữa, xong là hết. Nhưng mà chúng ta thì trong lòng không may, chúng ta đến lúc đó chúng ta ngang qua, chúng ta nhìn thấy cái sự kiện ấy, chúng ta thì khởi cái ác tâm trong lòng, hoặc nhìn thấy bất cứ một vị sư ở chùa nào đó hoặc một quý thầy nào đó, chúng ta khởi cái ác tâm trong lòng, hoặc thấy các Phật tử đến chùa cãi nhau trong chùa chẳng hạn, chúng ta khởi ác tâm trong lòng, như vậy là gì, ta không tốt, chứ không phải là người không tốt, chính ta là người không tốt. Lúc đó anh nghĩ ta là người không tốt, và gì, bạn lại hỏi rằng mỗi khi khởi cái ý nghĩ xấu như vậy như thế chẳng hạn thì nên làm như thế nào, hãy gì, hãy buông xuống, hãy nghĩ rằng tất cả chúng sinh ở thế gian này ai cũng có lỗi, ta không nên đi nhìn vào lỗi người khác, mà ta chỉ nên nhìn vào lỗi của mình. Lỗi của mình là sao, tâm của mình đang không tốt, tâm của mình đang sân hận, tâm của mình đang gì, đang ghen tuông, đang gì, ganh tị, tâm của mình đang phiền não, cho nên hãy dùng câu gì, A Di Đà Phật để buông xuống. Bây giờ việc tốt nhất đó chính là gì, A Di Đà Phật. Các bạn gì, cái niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thậm chí là gì, thậm chí các bạn có thể dùng cái phương pháp niệm gì, lấy một rót một cốc nước niệm A Di Đà Phật vào đây khoảng độ gì, 21 câu hoặc nhiều hơn một chút, và các bạn ấy uống cái nước này như thế này, nuốt nó xuống, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu những sự nghi ngờ sân hận đó đều gì, đều theo cái gì, cái nước thanh tịnh mà chúng ta niệm Phật vào đó uống, trôi nó xuống, thế là gì, xong. Ngày hôm sau, sáng hôm sau, hết.
đúng không? Đó, đấy cũng là một phương pháp. Tất nhiên có nhiều phương pháp, nhưng đấy là một phương pháp. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con xin Thầy trả lời cho con một câu hỏi ạ. Khi niệm Phật cầu vãng sinh mà lúc lâm chung có các Đức Phật hóa hiện đến hoặc có các vị Bồ Tát hiện đến đón, thì ta tuyệt đối không đi mà đợi đúng Phật A Di Đà đến thì mới đi. Con nghe Thầy giảng là có thể thiên ma giả danh Phật Bồ Tát đến lừa chúng ta. Vậy con xin hỏi khi nào là đúng Phật A Di Đà đến ạ? Khi nào là Phật A Di Đà giả do thiên ma đến lừa chúng ta? Ở đây trong bài giảng Trung Phong Tam Thể niệm và trả lời các Phật tử, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không là viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới. Ngài là một pháp sư rất nổi tiếng, có công hoằng truyền pháp môn Tịnh Độ ở thế kỷ 20 và 21 này. Thực sự Ngài là một gì? Một vị đại sư rất là nổi tiếng, đạo hạnh, đức độ, trí tuệ viên mãn. Ngài giảng rằng á, người mà nhất tâm niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tu theo pháp môn Tịnh Độ á, thì khi nhắm mắt xuôi tay phải nhất định phải thấy A Di Đà Phật đến đón thì mới đi. Còn thấy Quán Thế Âm đến cũng không đi, thấy Địa Tạng đến cũng không đi, mà thấy Dược Sư Phật đến cũng không đi, thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đến đón thì cũng không đi. Phải nhất định phải A Di Đà Phật đến mới đi, còn không phải nhất định không đi. Và nhất tâm niệm Phật thêm thì gì, một thời gian chút xíu nữa thôi A Di Đà Phật sẽ đến rước chúng ta, cho nên lúc đó mới đi. Nhưng điều quan trọng á, khi A Di Đà Phật đến hay là thiên ma đến, thì bạn này ý muốn hỏi là làm sao để cho biết đó là A Di Đà Phật đến. Ở trong cái kinh nghiệm của Ngài Bồ Tát Long Thọ, trong quyển Đại Trí Đồ Luận, Ngài có giảng rất rõ trong đó vì sao chúng ta phân biệt được đây là Phật thật hoặc đây là Phật giả. Khi ở trong gì? Trong khi chúng ta niệm Phật cầu vãng sinh, mà khi chúng ta mất đi rồi hoặc chưa mất, vẫn còn, hoặc trong thiền định, chúng ta muốn phân biệt đâu là Phật thật, đâu là Phật giả. Nhìn chúng ta gì? Dùng tâm định để mà nhìn, thì mắt của chúng ta gì? Sẽ bị lóa và sẽ rất đau. Cái thứ nhất là vì mắt chúng ta phát hiện ra cái đó, đó gì? Không phải là Phật thật, không phải A Di Đà Phật thật mà là Phật giả, đừng có theo. Cái thứ hai nữa, nếu mà cái vị thiên ma đó thực sự nó có thể có đầy đủ thần thông để thể hiện được thì cả cái quang minh ấy nó cũng hiện để cho chúng ta không nhìn thấy lóa, thì có một cái điều nữa gì? Tâm chúng ta cảm thấy gì? Lo lắng, bồn chồn và hồi hộp, thậm chí là sợ sệt. Nếu mà còn sống thì tim chúng ta đang ngồi thiền, nhìn thấy Phật đến mà gì? Tâm chúng ta lo lắng và nhịp tim chúng ta đập loạn xạ cả lên đó, thì đó chắc chắn là gì? Phật, ma giả Phật. Ma giả Phật. Cái lúc người ngồi thiền, nếu mà cái cảnh ở trong cái thiền định, tình cảnh nó sinh ra và ma chướng nó có thể đến phá chúng ta, thấy những cái cảnh giới đó, thì đó chắc chắn là gì? Là ma. Còn Phật đến á, thì tâm chúng ta thấy bình an, thấy rất hoan hỉ. Ví dụ các bạn nhìn thấy Thầy, các bạn có thấy sợ không? Có sợ không? Chắc chắn không. Nếu như mà bây giờ nhìn một gì, một thằng tướng cướp, nó cầm súng và vác dao vào đây, trên tay nó gì, hoặc là gì, nó đầy máu me ở trên người nó vào đây, chỉ cần nó chạy từ kia nó vào đây, các bạn chúng ta còn dám ngồi đây yên lặng nữa không? Chắc chắn không. Đặc biệt các bạn nữ sẽ đứng lên tán loạn và chạy hét rời hét đất lên là cứu tôi với, và chạy bạt mạng. Kể cả các bạn nam, anh hùng đến đâu thấy một anh người nó vác dao đến đây máu me đầy người, các bạn cũng bỏ chạy. Đó, trừ những bạn ở đây gì có võ và có gì, có cái ý chí và cái gì, cái tinh thần thép, có thể là ở lại để chiến đấu thôi, còn lại 99% là bỏ chạy. Tương tự như vậy, nếu mà nhìn thấy Phật thì các vị sẽ thấy tâm mình rất là an, không có cái gì phải sợ sệt cả. Còn nhìn thấy ma, cho dù ma có hiện hình tướng của Phật, thì trong lòng chúng ta vẫn thấy gì? Thấy sợ sệt.